xin lưu ý các bạn là máy chỉ bao gồm một cái cổ bô, hai phần chân trống và hai phần cần khởi động và cần sang số. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm chế lọc gió, ngoài khí, bộ dây điện, mô bin IC, dây le lạp. Đấy là những cái phần các bạn cần mua thêm. Xin chào các bạn đang theo dõi cái kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng động cơ 130 phân khối, 130 các bạn nhé. Những cái dòng này rất là thích hợp cho các bạn làm xe 3 bánh chở hàng tải 5 tạ đến 1 tấn. Tại sao mình lại nói cái giải tải trọng nó chênh lệch nhau nhiều vậy là bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào các bạn làm cái xe có số mạnh hay là không có số mạnh và cách thức hoạt động chạy xe nó như nào, cho nên là cái động cơ này là dòng động cơ Yangxing các bạn nhé. Hãng là động cơ của Yangxing, thằng này nó rất là xịn luôn đấy các bạn ạ. Đây có tem cần kiểm định chất lượng này. Đấy, Quanify này, CFK này. Đấy, chứng chỉ chất lượng này các bạn này. Cái này là tiếng Anh dịch ra là chứng chỉ chất lượng nhé. Hãng động cơ Yangxing này. Đấy, có tem, có đóng dấu đàng hoàng nhá. Cái dòng này là dòng máy chính hãng luôn đấy. Hàng nhập khẩu chính hãng luôn. Thì một máy thì nó chỉ bao gồm cần số, đấy, cổ bô và cần khởi động. Vậy thôi. Thế còn lại thì các bạn phải mua thêm những cái phụ kiện khác. Ở trong này mình chỉ review máy thôi. Các bạn có nhu cầu mua thêm những cái phụ kiện thì bên mình sẽ bán thêm và tính thêm. Đấy. Thì sau đây mình sẽ quay một vòng để cho các bạn cùng tham khảo và nghiên cứu. Đấy. Là cái dòng máy nó là như vậy. Đấy. Cái dòng này thì nó là dòng trục dài các bạn nhé. Trục nó rất là dài. Đây. Cái trục để cắm số lùi vào nó rất là dài. Trục của nó là trục 2,6 cm các bạn nhé. Đấy, nó cắm rất là sâu. Khi các bạn lắp cái số lùi vào đây ấy thì nó cắm rất là sâu, cho nên là nó cái độ bám nó tốt, nó ít khi bị bượt cái răng. Đấy là cái phần trục của nó. Máy này thì vẫn có đề khởi động thứ và tổng trọng lượng của cái máy này là 23 kg các bạn nhé. Đấy. Thì cái dòng máy này nó vẫn đổ nhớt là 800 ml. Đây là cái biểu đổ nhớt của nó đây các bạn này. Đây là 800 ml này. Còn đây là vẫn là cái thương hiệu Yangxing của nó này. Máy này là máy 130 phân khối nhá. Xin nhắc lại các bạn là máy 130 chứ không phải là máy 125 nhá. Đấy, chênh nhau 125 và 130 nó rất là khác, và chênh nhau giữa cái máy hãng nhập khẩu và cái máy hàng để chạy chơi nó khác các bạn nhé. Đây 130 đây. Đấy. Trên
thân máy thì nó ghi là 124. Đấy. Thì thường thường ấy thì bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn một chút so với này cái mặc định. Ví dụ như các bạn là mua xe hơi 50 ấy, thì trên máy thì nó đục bao giờ cũng chỉ là 149 thôi. Đấy. Hoặc là các bạn mua cái dòng máy 110 ấy, thì bao giờ trên vỏ nó chỉ ghi là 105. Vì vậy mình có thể gọi cái máy này là máy 130 cũng được, và máy 124 cũng được. Đấy. À, máy thì là máy 4 số côn tự động. Đây. 4 số là 1 2 3 4 với này số mo. Đây mình sẽ quay cận cảnh cái tem chứng chỉ cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy. Có đóng dấu kiểm định này. Ngày sản xuất này, ngày 27 tháng 9 năm 2021 này. Chứng chỉ chất lượng này, đấy. Giả hãng Yangsing Power này. À, cục máy này thì nó vẫn có thể dùng cho các cái dòng xe máy bình thường. Các bạn có thể thay vào những cái dòng như xe Ramway các thứ, các bạn vẫn thay được nhé. Đấy, vì những cái bệ treo của nó vẫn là giống những cái dòng xe máy của mình thôi. Đây những cái phần khung treo này, khung treo này nó vẫn treo giống cái máy kia để các bạn có thể thay thế được, rất là khỏe. Thì mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Xin lưu ý các bạn là máy chỉ bao gồm một cái cổ bô, hai phần chân trống, và hai phần cần khởi động và cần sang số. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể mua thêm chế, lọc gió, ngoài khí, bộ dây điện, mô bin, IC, dơ le, lạp. Đấy là những cái phần các bạn cần mua thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.